Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của tôi Huyền Nguyễn nha. Hôm nay mình sẽ phân biệt hàng thật hàng giả Vaseline 10X Thái Lan cho mọi người xem. Hôm nay là mình sẽ phân biệt cái tiếp màu vàng nha mọi người. Mình đã phân biệt tiếp màu hồng rồi, mọi người có thể bấm vô kênh của mình để xem tiếp màu hồng nha. Thì cái là dạng Vaseline này là dạng Vaseline dưỡng thể, dạng serum nha mọi người, của Thái. Bây giờ có hàng giả rồi nên là mình phân biệt cho mọi người coi. Đây, bên phải mình là hàng thật nè mọi người, và bên trái mình là hàng giả. Nhìn tổng quan á, mọi người thấy là hai tiếp giống nhau tới khoảng 99% đúng không cả nhà. Rồi, cái Vaseline hàng thật á mọi người, cái tiếp nó màu vàng, có sự hơi đậm hơn cái tiếp hàng giả nha mọi người, nhưng mà không chênh lệch nó không nhiều. Rồi, cái thứ hai nữa, mọi người nhìn vô cái logo Vaseline nè, hàng thật nó là màu xanh đậm, còn hàng giả là màu xanh nhạt hơn nha mọi người nè. Hàng thật nó đậm hơn, hàng giả nó nhạt hơn nha mọi người nha. Trên cái viền trên đây nè, trên đây nè, hàng thật á là có một cái chỗ ghi hạn sử dụng nè, ngày 19/10/2023 nè. Còn hàng giả là ở đây, hai cái nó khác nhau hả mọi người. Chữ Healthy Bright thì hàng thật cái chữ màu xanh có phần đậm hơn, hàng giả thì nó hơi nhạt hơn một chút xíu. Cái chữ Glutathione nè, chữ serum đồ, nói chung mấy cái chữ này hàng thật là màu nâu hơn ngã vàng nha mọi người. Còn hàng giả nó là màu nâu luôn nha mọi người nha. Nha. Hàng thật là màu nâu, hơi ngàn một hơi ngã vàng một chút xíu, còn hàng giả này nó màu nâu luôn mọi người nha. Rồi cái phần bên hông bên đây thì hàng thật là cái nó hơi nhạt à. Làm cái độ hơi nhạt, còn hàng giả nó làm nó đậm hơn nè mọi người, cái phần này nè, nó đậm hơn. Hàng thật là 300ml. Ở dưới đây có một cái hiệu như thế này, còn hàng giả là 300ml ở đây ha. Cái vạch này nè mọi người, hàng thật là từ ở đây kéo xuống và là màu xám trắng nha mọi người. Còn hàng giả là màu đen nha mọi người nha. Cái vạch ở đây kéo xuống là màu đen hết, còn hàng thật là màu xám trắng nha mọi người. Hàng thật là màu xám trắng nè. Ngày hạn sử dụng của hàng thật là tới năm 2025, còn hàng giả tới năm 2026 là mọi người. Về chữ thì hàng thật là có nét là chữ màu xanh đậm hơn, hàng giả là màu xanh nó hơi nhạt hơn nè mọi người. Hàng thật thì nó đậm hơn đó, nét chữ nó đậm hơn. Hàng giả thì có mã vạch ở đây, của hàng thiệt là không có mã vạch đây nha mọi người. Hàng thật là có 3 cái ký hiệu, 1, 2, 3, còn hàng giả là chỉ có 2 ký hiệu thôi, 1, 2 đó. Rồi chữ ở đây nè, hàng thật là sắc nét, còn chữ ở đây hàng giả rất là mờ ha, mờ nhạt nha mọi người. Rồi trên cái nắp thì hàng thật là màu trắng đục nhưng mà nó hơi trong một chút xíu, còn hàng giả là đục luôn. Hàng thật là có một cái gọi là cái màng co trên cái nắp như thế này, khui ra mình sử dụng mình khui ra như vậy, còn hàng giả là sẽ không có màng co gì hết nha. Và hàng giả là có một cái miếng gọi là miếng nhôm nó đậy lại, còn hàng thật là không có nha mọi người. Hàng thật mọi người mua là nó như vậy, nó không có miếng nhôm gì hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ test chất serum dưỡng thể Vaseline này cho mọi người coi nha. Đây hàng giả, mình sẽ test hàng giả trước nè. Nè, hàng giả nè đó, hàng giả là chất dạng cream nha mọi người à. Còn hàng thật nè, nè hàng thật nè, chất là dạng serum, nên mọi người khi mà tán ra hàng thật thì mọi người tán ra giống như serum vậy đó, nó thẩm thấu rất là nhanh, nó không hề lộ vân kem hay là cái gì hết, tại vì vốn bản chất của nó là serum nha mọi người nha. Còn hàng giả là dạng kem nè, đó dạng kem mọi người thấy không đó. Nói chung là cái chất là khác xa nhau hoàn toàn, cho nên là mọi người mua lưu ý hàng nha mọi người. Bây giờ có hàng giả rồi, mọi người mua lưu ý nha. Nói chung là hàng giả không đáng là bao, nhưng mà mình mua trúng hàng giả thì tiền mất tật mang. Thì video hôm nay mình xin ngắn gọn kết thúc tại đây. Mọi người thấy hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra nhiều video hơn nữa. Chào tạm biệt mọi người.